Sao bạn nhà, xin chào cả nhà. Em lại lên sóng giới thiệu các bác một cái chiếc máy lọc không khí em vừa dọn xong. Mấy cái mẫu này đợt này giá thành nó hợp lý, cho nên là cứ dọn xong chiếc nào thì là đã có bác khách hàng chốt ngay rồi. Tiếp tục đây là một cái chiếc WC 57XG phân khúc cao cấp. Đặc biệt giá thành nó quá rẻ các bạn. Giá thành chỉ bằng mấy con quái cỏ trước thôi. Cái chiếc này em báo luôn là hiện tại bên em bán là 3,3 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Đã được đấu biến áp điện 220V rồi, mặt dâng cánh vẫy, hình thức còn rất là đẹp. Đấy, hình thức con này nguyên bản. Riêng máy bên em mà vệ sinh ấy, thì chỉ có thợ lau cana thôi, lau cana và xịt rửa, tháo ra xịt rửa hết bên trong. Con nào đấu biến áp điện 220V được thì bên em sẽ đấu biến áp. Đấy. Nhưng con này em đấu biến áp điện 220V sẵn rồi nhé. Mã số 5. Các tính năng trên máy thì đây là khóa trẻ em này. Giữ 3 giây thì nó khóa các bạn nhé. Hẹn giờ. Chế độ dọn phòng nhanh. Cái nút này các bác chỉ bấm được khi mà các bạn cho nước vào bình này và bật chế độ bù ẩm. Cái nút này là 3 cái cấp độ bù ẩm khác nhau. Tiếp theo là nút lắp đặt eco. Tiếp theo đây là nút điều chỉnh cái cửa vẫy này, hai cánh vẫy này, điều chỉnh cửa sân này. Nút tiếp theo đây là nút điều chỉnh tốc độ lọc nhanh chậm tự động. Đấy. Đây là điều chỉnh chế độ lọc không khí và bù ẩm tự do này, lọc không khí tự động này, lọc không khí và bù ẩm tự động này, mắt cảm biến ánh sáng. Hãy test tất cả các chức năng cho các bác hoạt động ok hết nhé. Các bác khi mà mua máy cái dòng Panasonic nhé, các bác muốn biết VIP hay không thì các bác chỉ cần nhìn vào cái mắt này này. Cứ con nào mà có cái mắt màu đen này, đấy, có con nó thiết kế ở giữa, có con nó thiết kế riêng thì nó là cái phân khúc cao cấp nhất, tức là cái máy đắt tiền nhất tại thời điểm ra mắt. Đấy, các bác lưu ý nhé. Đây là cái mắt phát hiện người, cảm biến phát hiện người, chỉ có những model đắt tiền nhất thì mới có thôi. Còn các cái model tầm trung thì không có đâu ạ. Đấy. Cái mắt này có tác dụng là khi mà nó phát hiện có người di chuyển trong phòng thì nó hoạt động theo cơ chế có người. Còn nếu mà không phát hiện có người thì là nó sẽ hoạt động tiết kiệm tối đa điện năng. Cái chiếc này ở đây, trên này là đèn báo không có nước này, báo phần trăm độ ẩm này, cảm biến bụi mùi này. Mã số 5. Chiếc này bằng HEPA zin thợ máy còn rất là mới các bác nhé. Đấy, chiếc này vẫn để nguyên. Tuy nhiên bác nào mua mà không thích cái màng này thì các bác báo em thay màng mới cho các bác. Đấy, trắng tinh như mới luôn này. Đấy, màng than hoạt tính này, rất là dày. Đấy, bác nào không thích cái màng này thì báo em thay màng mới nhé. Còn khi mà các bác không báo thì mặc định em bán đi theo cho nó dễ. Bên ria này là phần bình nước bù ẩm. Nước bù ẩm sáng trắng đẹp này, sạch này. Màng tẩm zin còn khá là mới, đẹp. Vẫn còn rất là xốp quá nhé. Xốp mềm, thấm nước tốt. Đây, cái chiếc này em bán là 3,3 triệu, bảo hành 1 năm, trừ phí vận chuyển. Đã đầu bên áp được 220V rồi, bác nào chốt các bác liên hệ nhé. Chào các bác.